em đến ra đứng hàng ba trong về quê mẹ lệ xa buồn buồn. Má ơi đừng gả con xa, chim kêu mà dương hú biết nhà má đâu. Sương khuya ước động vàng bầu, con về bên Úc để sầu cho cha. Người ta sầu chứ không có gì mình sầu. Con nó đi Úc sướng thấy bà nội, có con đi du học mà sướng thôi là sướng. Thấy không? Thì làm gì mà nó không biết nhà, chắc chắn nó phải biết thôi. Trước khi nó về là nó điện mình đi lên Sài Gòn mình đón nó. Trời gì kêu mà, không cần phải biết nhà đâu. Có con đi du học mơ mốt đó, trời ơi, tao nó nằm mơ thấy con mà nó cầm tiền về đô la nó quất từng nùi thế ớt thì con mẹ tư lùng cái kìa, con bắt chước cho con đi du học. Thấy gốm con thì dốt như một con bò chưa biết dạy, mà cho con đi du học đèo bồng mới chuyện cao sang quá cưng ơi, lùng ơi là lùng ơi. Bắt quả tang không nghe, hàng xóm với nhau mà ông nở lần nào nói xấu tôi hen. Ủa sao kỳ vậy? Cái miệng của người ta miệng đẹp để dễ thương vậy thì nói những điều hay lẽ phải, nói những điều tốt cho bà con đi hả? Tàng nói xấu không à? Sao không biết phun châu nhã ngọc mà tàng phun gì ra mà đứng đằng xa mà nghe bốc mùi. Ông tưởng ngon lắm hả? Ông tưởng ngon lắm hả? Bán cốc ổi mới ghi mà mày đặt cho con đi du học. Ê con mẹ tư lùng nói cho bà gì? À chị tư hàng xóm dễ thương kính mến. Đâu có nói xấu đâu, ngồi tâm sự một mình anh bị đang ngồi bán. Mà tôi nói cho chị nghe nè, tôi bán cốc ổi mà tôi cho con tôi đi du học chị thấy hết không? Chị phải dùng một cái từ là à thằng cha này hết quá, bán cốc ổi sòi me thôi mà cho con đi du học. Thấy chưa? Chị phải nể tôi chứ. Tôi khinh. Tôi nói dùng chị nghe nè, mỗi ngày mình phải tìm một cái cớ để mình quýnh lộn nhau. Vậy anh nói gì đó? Không. Mỗi ngày mình phải tìm một cái chuyện để tâm sự về những đứa con của mình. Bởi trong làng này có ai đi du học mà cho con đi du học mà như mình không? Chị phải suy nghĩ rồi đó, mời chị ngồi hai đứa mình cùng nhau tâm sự. Ép tôi ngồi nghe. Không mời chứ không ép. Tôi cũng ái mộ vậy ông lắm à. Muốn đứng đi. Nhìn thấy ghét. Mặt bộ bà ba là thấy ông ưa rồi. Tôi nói chị nghe nè. Không có biết được trước thời đại hả? Tôi thần tí dân tộc thì tôi mặc bà ba. Vậy thôi, ngồi ngay chỗ dùng sông nước nghĩ sao quất cái đầm. Cái gốm trước thời đại. Coi lại mình đi. Sao? Bà nói bà đi trước thời đại hả? À? Có lô sĩ là nó đã có rồi. Bây giờ còn quất con Phụng mà đi trước thời đại. Bây giờ bà quất cái con gì đây? Mà nó chưa có trên trái đất này đây. Thì lúc đó bà hẳn nói là bà đi trước thời đại. Ngày mai tôi sẽ vẽ cái con đó lên áo tôi. Biết con gì không? Con gì? Vẽ cái hình ông lên là thấy quái vật rồi. À. Con lạ nhất. Con lạ nhưng mà bà vẫn để ý để bà vẽ tới tôi lên trên cái áo của bà, chứng tỏ là bà có ý đồ. Ói ra miếng mận mới ăn à? Mận này tính tiền đó nha. Ủa vậy hả? Chứ không phải tự nhiên bóc là lụm đâu. Dám à. Đâu, mận cái gốm mà cũng tính tiền. Mận gì mà chú lè. Cái người ta nói ăn một miếng một tháng, anh hỏi hiểu chưa? Nó có chùa nó cũng là của buôn bán, chứ không phải là của ở trên cây mà tự động mà hái được. Nói cho bà chị nghe. Gì? Đây nè, vậy nín đi. Cũng nói chuyện của ông nữa, giờ nói chuyện con tôi đi du học bên Australia. Ừ, qua mới điện thoại về tôi. Xong nó sắp sửa có một cái công ty designer nhận nó vô làm tạp dịch đấy đúng không? Sao biết này vậy? Còn cái đó quá là quen thuộc rồi, lần nào tâm sự bà chẳng nói cái câu đó cho tôi nghe. Không, nhưng mà điện về nó không có nói mời làm tạp dịch. Cái làm gì? Mà mời nó vô làm chức vụ lớn lắm, hai ba công ty giành giật, tao nói quỳ lết gian sinh mà. Kiểu như là trời ơi, nó gọi dẹp tôi hãnh diện. Vậy đó hả? Nó làm đồ để cho người ta đi á hả? Đi đâu? Nó nằm để cho người ta đi lên cái gì phải không? Ngày nào bà không tưởng tượng ra điều này. Không phải tưởng tượng, mà kỳ này là thiệt. Trời ơi, báu vật của đời tôi, cục vàng của đời tôi nó đã trưởng thành rồi. Bây giờ biết bao nhiêu công ty tới quỳ lết gian xin năn nỉ khóc lóc mời nó về làm một nhà thiết kế thời trang. Mà theo tiếng English nó là designer, nhà thiết kế lừng lẫy. Từ từ. Gì? Hỏi thiệt bà nghe. Sao hỏi đi? Bà với con bà có biết gì về thời trang không? Biết cái liền. Đó, thấy không? Rồi vậy thì thôi, xúi với nó bỏ cái nghề đó đi, đi học cái nghề đó làm gì? Sao? Chỉ vài năm sau thôi, người tự nhiên mẹ con bà đi ra cho người ta quăng lá chuối trở lại thời nguyên thủy đó đó. Dẹp ông đi, ông á, ông bàn với ông về mà cái gọi là fashion á, ông không bao giờ ông biết đó. Cả đời ông chỉ biết cái bộ bà ba, chứ khăn quấn trên đầu thôi. Rồi sao? Tôi bà ba nè, cái khăn quấn trên đầu nè,
đó là nó quất hồn quất tí. Không, nhưng mà bà có đâu có để ý đâu, có bên trong cái bộ bà ba này là cả một cái gì đó nó kinh khủng lắm. Tại bà không để ý thôi. Mỗi người có một sở thích khác nhau. Bà thích phát trình, tôi thích cái khác. Tôi giờ tôi hỏi ông nè, ông có thấy thích cái gì hết trơn á? Tôi ở cùng sớm với ông mấy chục năm nay nè, chưa bao giờ tôi thấy ông thích gì á. Bây giờ ông nói tôi nghe ông thích cái gì đi. Ông có một cái gì thích không? Tôi thích khô lớn. Là cái gì? Là dầu thơm. Trời ơi, elite hả? Nói nghe nè, ông về ông chịu khó, ông kêu con ông dạy ông lại đi ông. Trời ơi, ông đọc tiếng Anh gì mà tôi không hiểu gì hết trơn à. Dầu thơm, thích dầu thơm gì? Trời ơi, xin lỗi bà, cái thứ này không chơi thì thôi, không chơi thì thôi nha. Chơi là phải tới bến, chứ không chơi dầu chuối như bà ngày xưa. Đây là bây giờ là phải chơi cho à ma này. Đó vờ xa xì, y si mà da kỳ. Hả? Trời ơi, mấy cái hiệu dầu thơm mà lạ quá ta. Lan cồm, chứ đâu phải là chơi bình thường. Nói nghe nè, tôi không biết mấy cái dầu thơm đó nó nổi tiếng thế giới, tôi không biết ông đọc nhầm cái loại gì. Nhưng mà ông làm ơn làm phước đi, 12 giờ trưa đó ha, nha, ông đừng đi ngang qua nhà tôi. Cái dòng mà nó bị viêm cánh nặng á, xong nó xịt thêm có dầu thơm vô, hai thứ nó phối hợp với nhau đó. 12 giờ trưa nắng gắt bộ nó chảy ra mà ông đi ngang qua nhà tôi một cái bỏ cơm trưa liền, ông tin không? Không ăn cơm trưa luôn mà cái như không uống nước, nhịn nín lấy hết hơi sức lết xuống sàn nước ngồi. Chi vậy? Tại mùi ở sàn nước tôi nó còn thơm hơn cái mùi của ông. Điều này nói chỉ là chống chế thôi cô em gái ơi. Xin lỗi à. Không phải cái mùi dầu thơm của tôi khi tôi sức lên nó rất là rù quến đàn bà sao? Còn một mùi mới nữa kìa. Mùi gì? Ông mua về ông xài đi. Có không? Có không? Có. Mùi gì? Mùi mới gì? Ra thất thời. Mùi gì? Mùi gì? Ammoniac. Mùi này hiểu lạ rồi. Lạ lắm. Đâu bán? Ở đâu bán? Thôi giờ ông nói ông email cho con ông đi. Ông kêu con ông nó gửi về, ông chừng nó đóng cho ông thùng 20 lít về cho ông tưới. Chà, dầu thơm mà đóng 20 lít hả? Tại ông khoái tưới dầu thơm mà. Tôi nói chưa có ông cha nào mà sức dầu thơm nhau. Người ta sức miếng cái cổ hay là ngay đây thôi cho nó ra mùi thôi. Làm như là tắm hay là tưới hay là ào ào đi ngang qua nhà. Nội nguyên ông 12 giờ ông đứng đầu này mà cuối sớm tôi nghe nhảy mũi. Bởi vậy bà không biết xài dầu thơm. Xài dầu thơm là để làm cái gì? Cái gì? Để cho người ta phải nghe thấy cái mùi của mình. Đó. Bây giờ ví dụ bây giờ tôi đi những ông bình thường ông đi bà đâu có thèm để ý. Yeah. Chỉ cần tôi đứng trên đầu gió thôi bà nói chà anh Tám Cốc Ội đã tới rồi đó. Thấy không? Vậy thôi khỏi cần. Tôi yêu cầu ông mà ông có lỡ xịt cái nước xịt phòng lên người ông á, đừng làm ơn phước đừng đi ngang qua nhà tôi được rồi. Nghe nè. Nhưng mà nhớ chỉ cho tôi mua cái mùi gì hiệu mới là ammoniac gì nha. Đó cái đó hiệu lạ đó. Gì vậy cha? Gớm liếc tôi chi nữa. Mà tôi nói ông nghe, ông đừng có liếc rẹo về tôi hết trơn. Trời á, cả đời ông không bao giờ giới tới tôi được đâu, đừng có bao giờ nhìn tới tôi. Cho ông 50 ngàn về mua thuốc ngủ uống nằm mơ còn chưa thấy được tôi. Đừng có liếc chị cưng à. Trời ơi, bà tự tin thấy bắt ớn luôn. Xin lỗi bà. Sao? Đây là nể tình hàng xóm thôi. Vậy à? Chứ nếu không là sức máy ngồi đây nói chuyện với bà. Dẹp đi, đừng có bao giờ mơ mộng tới tôi, không có với được tôi đâu, đừng bao giờ đu cái điện. Ông chẳng có là cái dây phơi đồ gì đó với tôi đó. Mà báo cho ông biết nha, đừng có màu mè qua lá hẹ. Bà nói ai là hại á? Tất nhiên là mình rồi. Thôi, nói thầm muốn ói luôn. Vì sao ở trong xóm này chuyên môn kêu bà là bà Tư Lùng? Lùng có một khúc mà hẹ, hẹ người ta phải mảnh khảnh, nhỏ nhắn, xinh xắn như đây nè, mới gọi là lá hại á. Ông mà là hẹ hả? Ông mà là hẹ mà để 3 ngày, ta bán hủ tiếu bán ế, nó héo, nó úng, người ta đem dục. Thôi dẹp đi. Tự nhiên tới đây thăm tôi hay là tới đây chữ lộn? Không có thăm ông. Chữ quán này của tôi. Mà cũng không có rảnh chữ lộn với ông. Ra nó chịu phải trái cho ông hiểu thôi. Báo cho ông tin buồn. Bà làm gì? Ơn đi chỗ khác biến đi cho nó thoáng. Tôi ngồi đây chút được không? Ừ. Vậy? Tôi có rảnh hay không? Quá rảnh. Rảnh lắm à. Ừ. Hãy dựa vô cái cột kia giùm đi. Dựa chứ sợ ông sao không dựa. Dựa vô đi. Ngắm tôi hả? Đúng, đang ngắm từ đó. Ủa ngắm tôi còn chi nữa? Không một cái dao. Nghĩ sao vậy? Cái quán này là quán của tôi. Tự nhiên tôi tới đây tôi đuổi tôi là nghĩa là gì? Không phải. Ý tôi nói ông á, động cho tôi mượn cái quán ông đi. Động đi đâu ông chơi đi. Lát nữa bán vốn liếng ông nhiêu tôi trả lại cho ông. Không dẹp bỏ ý định ở đây. Đây bán là kiếm từng đồng lời trên từng trái xoài trái mặn. Chứ không có muốn cho ai mướn cái chỗ này hết. Đi chỗ khác chơi. Chỗ này tôi cũng có người đang chờ người đây. Tôi mắc hẹn người đây. Tôi đang chờ người đây. Tôi hẹn người đây. Tôi hẹn họ đây. Hẹn với ai phải không? Đà là tao biết liền. Nhìn cái mặt đó là biết rồi. Sao không biết? Nhìn cái mặt là thấy gian gian rồi. Ai còn lạ gì ấy nữa. Đây cũng đã từng me ấy ngày xưa rồi. Nhưng mà chờ hoài không thấy ấy cao lên được một phân nào. Cuối cùng phải quyết định đi lấy vợ thôi.
Đồ vô duyên. Tính tình của ấy rất là lãng mạn. Ngày xưa ru con thôi, có con rồi ru con vẫn còn cái máu lãng mạn. Âu ơ, ông bầu vờn nhánh mù âu, lấy chồng càng sớm tiếng ru càng buồn tét. Ta mà tét, thời gian đã qua. Ông đừng có vô duyên nha. Không biết tôi lấy chồng nào mà ông nói tôi tiếc. Ai còn lại gì bà? 14 tôi có bồ, 18 tôi có con rồi, chưa kịp lớn. Có chồng xong nó quéo cũng còn chừng này. Ông đừng vô duyên nha. Ông soi mói đời tôi làm gì ạ? Bộ nằm dưới gầm giường tôi sao không biết chuyện gia đình tôi? Thích. Tôi không nói chuyện nhiều phải không? Vậy tôi biến đi cho rồi đi, đứng đây hoài. Tôi không biến, chỗ này là chỗ của tôi không biến đâu hả? Tôi sẽ mướn cái quán này lại của ông. Nguyên cả cái quán này vốn liếng chừng khoảng 50 ngàn chứ bi nhiêu dữ vậy? 50 ngàn cũng là vốn, ở đây không có nghèo để cho mướn, hiểu không? Có con cho đi du học là không cho mướn ai mướn hết. Tôi có người hẹn. Tôi cũng có hẹn. Tôi có hẹn. Tôi cũng có hẹn. Trời ơi, người sang trọng quá. Chắc là kiếm tôi rồi. Kiếm tôi đó. Kiếm tôi. Kiếm tôi. Không có giận tôi mà, kiếm tôi. Bà đừng có vô duyên nha, chắc kiếm tôi rồi. Ừ, chú em. Cho con hỏi thăm. Hai con trâu này của ai vậy? Khách của bà đó. Nó xuống nó không hỏi bà, nó hỏi trâu kìa. Lái trâu thôi mà làm hết hồn. Bác Tư, bác Tám. Có phải là bác Tư, bác Tám có con du học nước ngoài không? Trời ơi, đúng rồi. Vậy tụi nó kiếm tôi mà, nó kiếm tôi. Kiếm bà kỳ cũng vậy. Du học. Đây bác là Tám đây. Bác Tư, bác Tư. Bác Tư, bác Tám đây. Bác Tư, bác Tám có con đi du học ở Australia. Công nhận nha, ông bà mình có câu hay nha. Sáng sớm mà ra đường gặp trâu hên thì là gặp luôn lúc hai bác luôn á. Ý nó nói ông là con trâu đó. Nói bà là con trâu. Ông con trâu. Ông bà màu đen, bà mới con trâu. Ông là con trâu nâu. Ôi, bà nói chung là hai người là con trâu. Không. Ý con nói đây là hai con trâu đó, không phải là hai con trâu nhà hai bác. Vậy đi. Bữa mày nói hai đứa tao là con trâu là mày xuống nước rồi mày. Bộ con biết con của bác là sao con hẹn với bác vậy? Con gặp bác rồi đó. Vậy con cũng biết con của bác sao con hẹn với bác vậy? Đúng rồi, phải gặp bác luôn á. Vậy hả? Ủa những đứa nào đi học là con biết hết hả? Trời ơi, con biết hết. Con nói hai bác nghe trong cái huyện mình đây nè. Những gia đình nào có con học nước ngoài là con phải tiếp xúc hết á. Vậy là ai đi học nước ngoài là con tiếp xúc? Con ơi, vậy là con người của con đầy uy tín. Mà một khi mà con người uy tín thì đừng bao giờ nói chuyện với con cha này. Đi qua đây nói chuyện với bác. Đó là câu trả lời chính xác. Con phải bước qua đây, con phải bước qua đây. Con nói bác nói con nghe, không có ai hiểu con mẹ này bằng bác. Bị từ nhỏ tới lớn là bả mê trai rồi, hiểu không? Con. Mà con nói chuyện bác nè, nói chuyện với bác nè. Đây này, con phải nói với bác. Con hiểu không? Con. Đây này, bên này nè, bên này nó ngang tầm dễ nói hơn, đó hơi bị cúi. Thôi. Hai bác có tin một lần nữa là hai bác rớt xuống nước không? Tin. Cũng có thể. Con có mệt hai bác quá. Bây giờ nè, con nói một cái câu cuối cùng ra để cho hai bác hiểu. Hai bác là người có con đi học du học nước ngoài. Đúng rồi. Con tới đây là để con muốn gặp hai bác. Đúng. Hai bác không có cái dàn xếp được thì con đi à. Khoan. Để từ từ dàn xếp, con đừng có nóng nha. Mình có gùi tính mà mình đừng có nóng ha. Bây giờ vậy đi. Vậy bác trai bác gái tính sao tính đi. Không có cuộc đời của bác kêu là ế dục bỏ thôi chứ có đừng có bao giờ con đẩy hai chữ bác trai bác gái. Cái thằng trai già ròm này con đừng bao giờ nói chuyện dính dáng tới bác, không có quen biết hàng xóm láng giềng bình thường đó mà không cũng có không có gì nhau. Mà đừng có nói bác trai bác gái gì trong này. Không có ưa. Ủa? Tao không ưa. Không ưa. Ông có cửa giới tới bác. Cho tiền uống thuốc ngủ hoài để nằm mơ tới bác mà cũng không được nữa. Điều bây giờ mà gán ghép vô cặp này hết nha. Ôi thì con hiểu rồi, bây giờ nó túm lại một cái điều quan trọng thì bây giờ hai bên phải dàn xếp cho ổn thỏa. Bây giờ gặp ai trước? Gặp bác đi. Gặp bác đi con. Tôi nói chuyện lanh lợi hơn. Chị nhường tôi bữa đi. Dễ thương. Ông nhường tôi bữa đi. Tôi muốn biết tin tức con thôi mà. Bà nhường tôi đi. Nhường tôi đi. Thấy chưa, làm một hồi cái mỏi cổ rồi không? Ông mệt hai bác quá, có cái chuyện đó không mà người ngoài nó nhìn vô đánh giá cái tư cách của hai bác. Thôi bây giờ bác trai nè, phải cô nói chung là rộng lượng nhường cho bác gái làm việc trước đi. Không, con cha ròm đó nhường cho người đẹp nói chuyện chứ có bác trai bác gái nào đây đó. Không, nhường cho bà đó. Nói nhanh nhanh đi. Rồi con nói. Được, chuyện bác nói chuyện bác. Sao còn bác sao, còn bác sao? Bác bình tĩnh, không có gì hết. Ừ. Nói bác nghe, bác phải biết quý trọng thời gian. Là bởi vì sao? Bởi vì buổi sáng nay con phải thu xếp thời gian, gặp 100 gia đình mà có con nước ngoài nó thơ một đống nè. Đây là tới 100 gia đình lận hả con? Trời ơi, làm việc mệt lắm. Thôi con làm việc đi. Đây. Đây. Cô Tí. Gửi thư cho bác Tám. Mà trước khi đọc thư á, con cũng xin tự giới thiệu luôn. Nãy giờ gặp hai bác làm quá đi chứ con quên tự giới thiệu con tên gì.
Và xin hân hạnh giới thiệu bác Tám và bác Tư. Con tên là Nguyễn Caro. Dạ các cặp bố đi. Nguyễn Caro. Mịn mặt con là bác biết Caro rồi. Caro là sao? Rô là rổ đó, có còn chỗ nào không có nữa đâu. Nhiều khi ba mẹ con kỵ không có để dấu vô. Ừ. Dạ đúng hả? Là sao con hiểu? Ra nước ngoài người ta cũng bỏ dấu hết rồi. Rổ mà đọc thành rô, mặt rổ. Mặt gì rổ hả? Cái lỡ hơi nhiều. Vậy mà sáng giờ con đi trong quyện ai cũng nói khen con đẹp trai hết á. Thì đó đẹp là đúng rồi, bị mặt rổ bông. Dạ, coi như là xong hả? À, okay. Mạnh ai nấy đọc đi con. Khoan, dạ còn 88 người nữa. Khoan. À trời ơi, thiệt tình nghe. Con tôi nó dễ thương dễ sợ vậy đó. Nó gửi về tiền vậy tôi, nó lãnh học bổng, nó xài không có hết. Nó gửi về cho tôi mấy ngàn xài chơi. Thấy thương ghê vậy con, cái thấy thương quá. Ông cứ diễn theo tôi đi, lát tôi bò cho, cứ diễn theo tôi đi. Ha, hai, đúng rồi, 2,000 đô. Thấy thương con, nó có hiếu. Chà, trời ơi. Tí ơi, ba không biết cách nào mà ba nói cho con này. Gửi về nhiều quá, nó quất cho 2-3 nùi mà không biết một nùi bao nhiêu tờ đấy. Mỗi tờ 100. Đúng rồi, 2 nùi tiền mà mỗi nùi là biết bao nhiêu tờ, nó không đếm được. Trời ơi, nhiều quá đi. Hai bằng đại học. Trời ơi, con tôi đậu 2 bằng tiến sĩ luôn. Tiến sĩ diệt rùi á. Gốm. Làm gì có cái vụ tiến sĩ. Đúng rồi, nó làm 2 chóp luôn. Nó làm 2 chóp mà mỗi chóp 5,000 đô một tháng. Làm chi dữ vậy con? Con gái con đứa làm chi dữ vậy? Làm một chỗ thôi, kiếm một chỗ 5,000 một tháng cho cha kiếm tiền, cha đi lấy tay thôi, chứ có cần tiền làm cái gì đâu. Trời nghe nè, đu là cây cái chân rớt xuống nước đứt con máu à. Công nhận hai bác giỏi ghê. Thời thơ con cảm ơn hai bác đã đọc thơ xong rồi, con xin phép con rút luôn. Con bên đây. Con quy tính nè, mày nóng tính quá. Nói nghe đây. Ở bên đây nè. Trời ơi, hai bác làm họ rách áo rách quần con hết, sao con đi gặp. Con đọc giùm bác đi. Bác không biết nó mà nó cũng không cần biết bác nữa. Nói chung là chữ không biết bác. Trời ơi, vậy mày đặt cũng dành đọc thơ. Nè con, đọc giùm bác đi. Đúng rồi. Đó cho bác. Bác tưởng bùa. Trời, cũng như không. Đọc giùm bác trước đi con. Đọc giùm bác. Đó là hai bác không biết chữ. Đọc giùm bác đi. Hai bác phải đi học bổ túc văn hóa để biết chữ với người ta. Đọc. Giờ đọc thơ phải không? Đọc thơ. Đơn giản thôi. Đọc giùm bác trước nha. Nè, ưu tiên cho bác gái. Hồi nãy mày đưa cái 22 này là gì vậy? 22 là con gặp 100 người mà 2 người không là hành hạ con, chưa đi gặp người khác. 22 gì mắc cứ hiểu làm 2,000 đô hay công việc. Không phải là 2,000. Còn 98 người đang đợi nó. Đọc lẹ đi con. Cho bà nghe lại đi rồi đọc tao. Ba khỏe không? Ba nhớ gửi tiền qua cho con, ký tên. Cô tí. Ủa cái này của tao hả? Đúng rồi, viết ngắn gọn quá. Ngắn gọn đầy đủ ý nghĩa. Trời ơi, chắc cười rớt xuống đây. 2 chớp. Chớp 5,000. Là 1 chớp thôi. Gửi gì cho ba ngoái lỗ tai. Dẹp đi. Đừng có cười. Đúng rồi, ông nên ngoái lỗ tai để ông nghe rõ. Con ông có đòi tiền ở bển. Nó xin tiền ông đọc mắt. Bạc Tám. Đọc đi con đây. Từ với bác Tám mà giật trật tự con mới đọc được. Thôi mày đọc đi. Đọc đi. Đọc mới lượng thơ thì cho bác cười tao rồi. Bây giờ mày đọc đi. Mới đọc có câu chưa gì cười. Nghe tiếp nè. Nghe tiếp nè. Cho cảm nhận. Má ơi, hãy nhớ gửi tiền qua cho con, xài con hết tiền rồi, ký tên. Tâm. Mày cười nữa đi. Hằng quá hà cười tôi, con bà cũng vậy thôi. Nói trong tấm lại là hai đứa con là cô Tí với anh Tèo ở bển á, là nói hai bác gửi tiền qua. Ủa sao hai đứa nó không ở gần nhau mà lại viết cái thơ nội dung giống nhau y hệt vậy? Sao kỳ vậy chú? Có khi như là anh Tèo và chị Tí đều bị đuổi học á. Ủa sao kỳ vậy? Sao mày đuổi học không? Sao mày đuổi học? Được. Trời ơi, điện thoại về cho tôi nó nói là nó học rất là đàng hoàng, nó học giỏi lắm mà. Nó được, ta mời làm gì mà. Lộn Tí Tèo rồi, Tí Tèo nào rồi? Không có lộn, và chính xác là cô Tí là con của ông Tám và anh Tèo là con của cô Tư. Đơn giản vậy thôi. Bây giờ cái con ưu tiên cho nữ đi. Ha. Con giải quyết bắt gái trước. Sao? Dạ chuyện là vậy, con mới vừa đi qua công tác ở bên nút gặp anh Tèo. Dạ, mới biết được anh Tèo bị đuổi học. Hả? Với lý do đơn giản là không chịu học. Không biết tiếng Anh văn, không giỏi ngoại ngữ, nói không ai hiểu hết. Cái thứ nữa là lo rượu chè, be bé, không? Rồi lo đánh bài, đánh bạc, lo chạy xe. Mới đây nè. Gì mới nữa con? Vừa bị police cho bắt nè. Sao vậy con? Uống rượu, chạy xe bị nhốt 12 tiếng đồng hồ. Đã vậy vô trong lớp, bị mặc cảm, không biết tiếng Anh, người ta nói tiếng Anh tưởng nói xấu mình. Đè quánh người ta trong lớp 41 người, quánh hết 41 người. Có, còn nói quá nên mà.
quánh chừng 40 người chứ chẳng lẽ nó tự đánh nó. Không có, nó quánh luôn thầy á. Tí chờ nó mà nó còn đánh nữa. Bởi tôi nói rồi, tôi nói con bà bị bà đua đòi bà cho đi du học. Bà thấy con tôi đi du học, bà cũng mày đặt cho con bà đi du học. Cái thứ du thủ du thực ở đây nó đã quậy nát làng nát xóm rồi, cho đi du học. Tiếng Anh không biết một chữ, tiếng Việt cũng chưa rành, đi du học thì gom. Bác. Đâu phải như con tôi ha. Dù gì nó con gái dạ. Nếu mà nó có nghỉ học một bữa hai bữa đó là chuyện bình thường. Bị con gái mà, thấy không? Có đôi lúc nó bệnh hoạn hay là nó cảm nó không tới trường được thôi. Chứ đâu phải như con bà. Đúng không con? Dạ đúng. Anh nói vậy nha. Anh nói vậy là không đúng nha. Con tôi lúc nào cũng là văn ôn võ luyện nha. Làm gì văn ôn võ luyện hả? Con bà đi học chữ cho bọn đi học quýnh lộn ha, phải võ luyện. Anh nói vậy không được. Con không sao rồi. Con của bác là nó học số 1. Bị dạ. Nó điện về cho bác là bác thấy thoải mái rồi. Dù gì đi nữa bác rất hạnh diện. Bị người ta đu theo bác chứ không bác không đu theo người ta. Dạ. Bác Tám. Dạ. Bác lấy rồi. Dạ. Thẳng lên đi. Vậy sao con nói được thế đâu? Hai bác cứ ganh gạnh hẹ nhau hoài. Nói không có được. Bây giờ nói chung là nữ xong rồi. Bây giờ đến nam. Còn nói bác Tám. Nói đi cho bạn nghe bạn hết hồn. Coi chừng té xong đứng xích cho đi. Không. Anh Tèo á là 10. Đúng không? Còn cô Tí là 11. 11 là hơn con mà 1 điểm đâu. Đâu có thua gì đâu. Cũng đâu học hành đâu. Cũng không biết ngoại ngữ luôn. Không chịu đi học. Tối ngày cứ đêm thì vô vũ trường uống bia, ngồi tiếp viên với người ta, tiếp khách kiếm tiền bo. Nghĩ đó nhiều tiền hơn học hành làm gì cho khổ. Rồi yêu đương lăng nhăng cặp người này cặp người kia. Coi chừng nay mai ẩm về hai cục để bác nuôi. Đó thấy không? Con ơi đừng làm bác hết hồn. Thiệt. Tao ăn ở có đức lắm mà sao con tao nó đi làm tụi bậy vậy? Vậy đó, rồi tiền bạc đâu? Đó, nè con thông báo hai bác biết nè. Lạng quạng nha, hai bác phải gửi tiền gấp qua nè. Rồi đóng tiền học cho hai nó nè. Rồi lo tiền bạc mà đưa cho hai nó về nước. Ủa sao kỳ vậy con? Nó không học gì thì phải còn cái tiền mình đóng cho nó chứ. Mình đóng rồi thì bây giờ người ta phải trả lại mình chứ. Đóng cái gì mà đóng? Con nói hai bác để hai bác hiểu. Cái tình hình mà học sinh mà đi du học ở bển á. Hiện nay có một số á là đâu có chịu học hành gì đâu. Không, cứ tối ngày cứ lêu lỏng rồi chạy xe rồi uống rượu rồi yêu đương rồi lăng nhăng rồi hút chích rồi phá coi như là vô siêu thị quậy phá tùm lum hết, trộm đồ của người ta nữa, làm mất mặt hết. Không, thành thử ra bây giờ thì nó tình hình bên đó rất là căng. Không, con thì con lo cho một giấy tờ thủ tục này nó đi, một số được lại một số không được, không chịu lo học hành làm khổ cha khổ mẹ nữa. Sao giờ đây trời ơi, sao đây bây giờ con cái thì bác Tư bác Tám xong luôn. Bác Tám hai bác bình tĩnh để con nói, hai bác hiểu và thông cảm cho con. Sao tại vì con qua bển con biết tình hình ở bển thì đó là con biết con sao mới đó? Nói cái tình hình hiện nay á mà các con em học sinh mà đi du học ở bển á có những cái trường hợp mà dở khóc dở cười đó bác. Sao con dở khóc sao vậy chuyện là vậy nè. Không, tại vì cha mẹ không có dựa vào cái năng lực của con em mình. Không, cứ gửi con em mình qua bển học rồi bỏ tiền ra cho con em mình học. Không, rồi đâu có chịu học hành gì đâu. Rồi mượn cái mát để đi du học đó, rồi qua đó có lo ăn chơi là liêu lỏng rồi uống rượu chè rồi không à. Không, rồi cuối cùng là làm cái gì? Rồi cuối cùng nó đem con về đây giao cho người này nuôi, giao khi người đó khác nuôi đó, khổ cực làm hành hạ cha mẹ rồi tốn tiền của cha mẹ rồi cuối cùng phí cả một đời của tuổi trẻ. Bây giờ cái điều quan trọng là bây giờ tính làm sao để đưa tụi nó về đi ông ơi. Bây giờ chắc chắn là phải đưa nó về. Chứ nó ở đó nó làm hư nữa, nó còn hư nữa. Tôi đi, tôi bán đất về liền. Tôi đi. Ông. Bây giờ sao giờ ông kiếm người chèo ghe đưa tôi về, tôi rung quá. Bạn chờ tôi chút xíu. Bán đất đưa nó về. Đúng rồi, bây giờ phải quyết định bán đất đưa tụi nó về đây. Nhưng mà một cái điều mà tôi suy nghĩ là ngày xưa cho nó đi làm cái gì, bây giờ đi về cũng lỡ thầy lỡ tớ. Học hành bây giờ học chỗ nào đây? Giờ? Hai bác yên tâm. Nếu mà nguyện vọng của hai bác muốn cho anh chị về đây á, con sẽ giúp cho. Cảm ơn con. Nếu mà năng lực của anh chị á mà có nguyện vọng học hành á thì con dám chắc với hai bác. Hiện tại ở đất nước Việt Nam này cũng có những trường đại học danh tiếng. Đăng ký vô đó mình học. Dạ. Thôi, nói vậy đúng rồi. Con đi tiếp những gia đình nha. Nhưng mà 98 người nữa. Có gì nhớ ghé giúp anh nha con. Dạ. Nghe con nha. Dạ. Cảm ơn con nghe con. Không được đâu, đi về đi rồi tính ba cái vụ bán đất bán đai đi. Tôi rung quá, tôi chèo ghe hết nổi không? Thôi nó đi, tôi chèo cho. Tôi về, tôi bán đất ra đó, tôi nói về. Mệt thiệt á. Bởi tôi nói thiệt nghe hai cái chữ du học này nha. Nghe là nổi da gà rồi. Ôi trời ơi, thiệt mình. Du học ơi là du học. Đi đường này, tôi với ông bây giờ mới du đi nè. Giờ mình đi du đi.
Cảm ơn, xin chân thành cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị. Không biết quý vị dỗ cho ai nhưng tôi vẫn cảm ơn quý vị. Trời ơi, công nhận á, công nhận. Thì Kiều Quang Liên mình xin kính chào tất cả quý vị, chúc buổi tối thật vui vẻ. Ôi, công nhận thiệt á, làm ca sĩ nghệ sĩ sướng ghê luôn á. Em nói thiệt, em thích làm nghệ sĩ nổi tiếng lắm á. Không biết em có chảnh có điệu không mà má em hỏi giờ con muốn gì nữa, tôi muốn làm người nổi tiếng. Ra đường tôi ngước mặt tôi nhìn thôi chứ tôi không thèm nhìn xuống ai trơn trời á. Bởi ba má tôi đưa tiền cho ông này lăn xê tôi nè, anh lăn em lên đi anh. Trời ơi, lăn gì em ơi, nói em nghe nè, dạ. Cái tướng em mà lăn nghệ sĩ nó uổng lắm. Để anh lăn bọp đi. Trời ơi, như mình tôm mà quý vị thấy không? Mày nghĩ nguyên con tôm này mày dồn vô họng mày ăn nổi không? Mày ăn con loài bắn họng mày luôn á, con lóc tờ này bự lắm á mày. Đúng không quý vị? Đó, thấy không? Anh nói thiệt, con lóc tờ này mà anh ăn không nổi đó, anh cũng ngốn vô họng, anh dồn vô anh ăn cho anh ối cũng được nữa. Trời ơi, bởi nhìn cái bản mặt là biết dê chúa rồi. Nhưng mà tôi chỉ muốn anh lăn xê tôi muốn làm nghệ sĩ à. Trời ơi, anh nói em nghe nè, làm vậy? Nghệ sĩ đâu phải là dễ đâu mà làm nghệ sĩ. Sao? Làm nghệ sĩ là em cũng phải có cái năng khiếu gì trời phú em mới làm nghệ sĩ được, chứ đâu phải muốn làm đâu em. Là sao, năng khiếu là ý sao, ông nói thử tôi nghe coi. Năng khiếu là sao, năng sao? Khiếu có nghĩa là chẳng hạn như anh nè, thấy không, cái giọng chè bè vậy đó. Nhưng mà những chương trình ca nhạc như vậy nè, ví dụ như chẳng hạn Đụng Hàng với làng Mạnh Quỳnh đi, thấy không? Bây giờ bà con vỗ tay cho nó quá, mình muốn bà con vỗ tay cho mình nhiều hơn Mạnh Quỳnh. Mình chơi giọng của ông thầy nó, mình hát. Ai? Duy Khánh. Trời ơi, cái này sao mà tự nhiên thằng này bụng nó đại liên, sao nó bắn xa dữ vậy trời. Đâu, nè, anh làm thử cho nghe. Duy Khánh xưa nhà cố nhạc sĩ Duy Khánh nổi tiếng bởi vì Xuân Này Con Không Về. Xuân Này Con Không Về là tại con không có tiền thôi. Không có rồi. Nghe tôi hát nè. Thấy anh kia cười quá, không có tiền cũng cười. Nghe rồi, nghe tôi hát nè. Quý vị nghe thử coi ông có giống Duy Khánh không? Không dạ, có Duy Khánh. Mời quý vị nghe thử một đoạn, một hai câu thôi. Xuân Này Con Không Về của Duy Khánh. Rồi, nghe thử coi giống không, nghe quý vị không là tiếp quánh ông gì mẹ. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con đi. Thì thấy mai vàng nở rộn bên nương. Giống không quý vị? Giống à. Giống lắm thấy không? Thế bà con vỗ tay không? Tay gì là giống không quý vị? Mà sao trời đó đó thì giống ngay cái giọng ngân của ổng đó. Chú Duy Khánh mà ổng hát á, A O E giọng ngân y hết trơn là ra ổng ngay chóc. Nhưng mà y của người ta nó sang, tự nhiên ông giật quá. Phải, tại cái lúc mà tôi bắt trước ổng cái bài này ổng đang bệnh. Trời. Ông bệnh hay là ông mới cắt cổ họng mà nói chưa có liền? Không phải, bệnh thiệt. Còn ai nữa? Đó, thì chương trình nhiều khi nó cũng có nhiều cái tiết mục lắm, thấy không? Nhạc quê hương mình chơi giọng của Duy Khánh. Đúng rồi. Còn nếu chẳng may đi, Đụng Hàng với mấy nhạc sinh phòng như Nguyên Khang, Quang Dũng. Mình chơi giọng con thầy nó mình hát luôn. Thầy đó là ai? Tấn Ngọc. Trời. Sao thằng này nó sao mà nó chuyển nhanh dữ? Đâu được con mày mà không hát giống Tấn Ngọc tao quánh mày thành Tấn Vũ. Đây nè, thử đi. Nghe thử câu Tấn Ngọc nổi tiếng bởi gì? Riêng một góc trời, nghe thử nghe. Ông đừng có nói tôi ông hát riêng một góc giường nghe ông nội. Không, cái đó tao. Bây giờ bán hai hát riêng một góc trời nha. Rồi sao? Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa. Cái này nó chọ cái gì vậy trời? Tình như lá úa rơi buồn trong nỗi nhớ. Cái giọng thì hay đó mà cái này mày móc cái gì? Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi. Ca sĩ này lạ quá. Thiếu tình tôi. Được không quý vị, giống không? Giống quý vị. Giống lắm à. Thấy không? Giống nhưng mà em hỏi quý vị cũng thắc mắc là tự nhiên mày lấy cái này mày chọt vô đây là cái gì? Trời đất, nó ở Mỹ mà cũng may nó đưa cái này vô, cái này nó chọt ra cái gì là chết hết rồi, thấy không? Người ta quánh thì ghê luôn á. Phải em ơi, cái này là cái xì tai của mỗi danh ca. Danh ca người ta có cái xì tai riêng. Thấy không? Chú Duy Khánh thì y mới ra ổng. Còn anh Tuấn Ngọc thì hát cái tai khoan dày mới ra Tuấn Ngọc. Có nghĩa là phiêu để ta feel đưa tay. Nhưng mà ta sang lắm ông ơi, ta hát nè. Tình yêu như lá. Là ta sang, ta đưa tự nhiên cái nó chọt vậy nè. Em tưởng đâu nó ngứa, nó gãi không. Còn không mấy, coi như là mấy con cùi mà kéo đồ cò, thấy gốt à. Bà
phải cái xì tai đó để chẳng hạn vậy. Rồi em có cái năng khiếu gì mà trời phú xuống em bắt chước giọng rồi, hay là em có giọng hát gì không? Rồi em hiểu, có nghĩa muốn làm nghệ sĩ là phải có một cái gì riêng biệt, phải có bắt chước hoặc là cái gì đặc biệt đúng không? Đúng rồi. Rồi em nói cho quý vị nghe, từ giờ quý nhạc trẻ cũng có rồi, trữ tình cũng có rồi, giọng cổ cũng có, em cũng sẽ chơi về cội nguồn dân tộc. Mà em không phải em hát giọng riêng của em bắt chước bốn cô tứ đại mỹ nhân ngày xưa, cô Bạch Tuyết, cô Mỹ Châu, cô Lệ Thủy, cô Thanh Kim Huệ. Quý vị muốn hai em chơi liền cho quý vị. Trời. Nhỏ này nó nói tôi sách đại liên tôi đi bắn, bây giờ nó ôm bom nó nổ nè. Không bao giờ nổ, bây giờ anh muốn em hát ai trước nè, quý vị muốn ai em làm liền cho quý vị coi. Quý vị muốn nhỏ này nó hát giọng ai? Lệ Thủy phải không? Rồi Lệ Thủy hát. Dạ, thử Lệ Thủy cô đi. Lệ Thủy nha, 18 tuổi. Hát Lệ Thủy mà hát không ra Lệ Thủy tôi quýnh mày thành Lệ Thu à. Xin lỗi nè. À, cô Lệ Thủy là cái miệng hơi chề, miệng dưới đưa ra chút. Đúng không? Sang ai đây là trái chim em sẽ nắng càng lao lệ tiện đưa nhau lần sau cuối. Rồi lát nữa đây sang thì dân tân vào gió bụi đi một mình em trở lại chốn biên cương chờ đợi gió thu. Trời ơi. Hay. Giống thiệt. Mà giống nhất là cái mỏ đó ông nội ơi. Nè anh nói em nghe, có cô Lệ Thủy mà đứng cánh gà cổ nghe em hát kiểu này, cái mỏ đó đưa cô quýnh dài thêm một thước hai nữa đó. Trời ơi, tôi hát tôi trốn, cổ không bắt trước sao dám nó hát trước mặt cổ ông nội. Rồi giờ thử bắt trước mà giọng đặc biệt nè. À Bạch Tuyết. Được không? Cái đó được à, làm thử nha. Nè tôi nói ông nghe, hát cái tuồng này ai cũng biết, nói ra cô chú lớn tuổi ai cũng biết, đời cô lụ. Trời ơi. Nổi tiếng một thời, hát cái đoạn mà chồng cô bị ở tù gửi thơ về cho cổ, xong đứa con hát trước mấy câu rồi mới tới cổ nghe nha. Đâu, tôi hát đứa con mấy câu trước tôi lấy trớt. Má hãy yên tâm chớ sợ lời hăm dọa. Con nguyện đương đầu với kẻ bất lương. Cái tên cô Bạch Tuyết. Chẳng phải đâu con chuyện trong thơ mới chính là sơ thơ. Má còn một đời chồng trước khi về ăn ở với ba con. Ai mà làm gì vậy bà? Ôi, không cái giọng thì giống đó, nhưng mà cái tai của em sao tự nhiên nó kiều ăn vậy, anh tưởng mày xịt cà đơ. Không phải em ơi, cái đó xịt tai đó giống như anh nói tiếng Ngọc nãy, còn cô Bạch Tuyết là cô quẹo vậy nè. Cô Bạch Tuyết thì vậy, cô Lệ Thủy thì vậy, cô Bạch Tuyết à, vậy đó ha, là xì tai à. Thì tôi bắt trước, tôi có năng khiếu tôi bắt trước thôi, chứ làm sao tôi giống 100% được. Không, hay em cũng, tôi đang còn em, học hỏi mà đúng rồi, không quý vị cũng... đó thế đúng là rồi em cũng có năng khiếu lắm, nhưng mà anh nói em nghe, trời ơi mà làm nghệ sĩ đâu phải là dễ đâu, đâu phải là hát là được đâu. Thì nhiều khi em vô mà người ta nói nghệ sĩ là cái gì cầm kỳ thi quả đúng cái à? Gì cũng phải biết hết. Dạ. Đó nhiều khi vô ban giám khảo ha thì tuyển sinh mà em vô em hát được rồi gì, đâu phải là hát xong đâu. Bây giờ tuyển sinh xong ban giám khảo đâu ra một cái câu đố bằng một cái câu ca dao tục ngữ kêu em phải đối lại. Em làm được không? Có nghĩa là thử trí thông minh đó đúng không? Thử trí thông minh em. Đâu ông làm thử. Chẳng hạn như câu ca dao tục ngữ này. Đâu? Người ta làm câu đầu, em đối lại câu dưới. Bây giờ ông nói đi thử coi tôi có làm được cái gì, làm chứng giùm em nha. Sao? Câu ca dao tục ngữ của người Việt Nam ta có câu là sao? Trên trời mây trắng như bông. Ông ở trên thì tôi phải đối lại ở dưới. Đúng. Hiểu rồi. Ông ở trên ông có cái gì thì tôi ở dưới tôi phải có xem vậy đúng không? Đúng rồi. Ông là trên trời mây trắng như bông. Tôi ở dưới cánh đồng mông trắng như mây. Đấy. Trời đất ơi, nó đấu gì vậy mà anh ngồi anh vỗ tay la hú 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 à. Kỳ em. Anh kỳ quá quý vị đúng không? Ông ở trên thì em ở dưới, ông ở trên ông có bông thì tôi ở dưới tôi có mông. Ở dưới cánh đồng mông là mông gì, mông mấy con bò sữa đó ông nội. Đúng không quý vị, em đâu có nói bậy đâu. Hay cũng hay nhưng mà sẽ nó ngộ. Tôi thử tôi đố thêm câu nữa coi. Sao nữa? Câu thứ hai nha. Nói. Trẻ em thường thích ở trần, nhưng mà người lớn muôn phần thích hơn. Trời. Đúng không anh, đúng không? Người lớn nào thích ở trần bà. Trời ơi, sao không thích? Không lẽ ông không đi tắm? Rồi ông tắm không lẽ ông mặc nguyên bộ hả? Đúng không quý vị? Em có nói bậy à. Trời đất ơi. Ủa sao ngộ kỳ kỳ mà nó cũng dần. Chứ sao? Tôi thử thêm câu nữa coi. Thử đi. Nè, tôi đố câu này mà trả lời trật là chết với tôi nè. Nói đi. Trên đồng cạn, dưới đồng sâu. Chồng cài vợ sắm hột xoàn đầy tay. Vậy. Mày cài đi, tao lo tao sắm hột xoàn thử coi ai sướng cho biết. Mấy chị với con làm y chang nghe.
Rồi gì nữa? Nhắc cái câu này hèn gì tôi thấy tôi đau lưng quá. Rồi. Đâu, thêm một câu nữa nghe nè, tôi nói cái câu này nha. Nó là ca dao tục ngữ mà người ta đã phổ thành thơ, thành nhạc rồi. Nha, mình nói chân thì chết với tôi á. Dạ, sao? Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Cưới nhau về tắt thở càng nhanh. Vậy. Chập lời ra hoài vậy bà. Chập lời gì, em nói thực tế quý vị đúng không? Hai người yêu nhau rồi còn anh trả cho em đồ này nọ kia, xong mình cứ tới dậy tới đưa ăn rồi đi chơi thôi. Mẹ cưới nhau về tiền bill, tiền điện, tiền nhà. Mấy bữa nay bị kéo quá trời luôn, không tắt thở. Mấy nay mày thở oxy không thấy mấy căn rồi đó. Ừ, nhắc tôi mới nhớ ha. Nó invest lộn quá quý vị. Bây giờ không có nhà luôn. Chị tối mấy bữa nay tôi nằm tôi lên cơn xỉn hoài mà sao tôi không nhớ ta. Rồi anh nói nghe này hay, em cũng thông minh lắm ha. Nhưng mà nghe cũng khó khăn lắm. Sao cái mà đối rồi đó, cái ban giám khảo ra một cái chủ đề ha. Thì chẳng hạn gì đi, ra chủ đề là em có một thằng chồng mới vừa cưới về, em làm gì nó giận, nó bỏ nó đi. Thay vì em phải lên đài radio em tìm trẻ lạc hay là em gọi phone cho nó về, thì ban giám khảo không cho làm vậy. Ban giám khảo bắt em là phải làm một cái bài thơ gọi thằng chồng em về, em làm được không? Trời ơi, tự nhiên chồng đang ở rồi tự nhiên cái bỏ đi khùng khùng bỏ đi, thay vì tôi gọi điện thoại gọi về tôi không gọi mà tôi làm thơ tôi gọi nó về. Ừ. Trời ơi, nó đi vậy thì cho nó đi mẹ nhà kiếm khác làm gì rảnh đi trời. Phải không mấy chị? Trời ơi, cái thời buổi kinh tế xuống lo làm tới mẹ đang khùng khùng ở cái bỏ đi à. Trời đất ơi, chị vỗ tay anh ngồi kế bên đó nghe. Anh ngồi kế bên cái tay anh để không làm gì anh. Trời ơi, anh nói em nghe, cái này là ban giám khảo người ta ra cái chủ đề để thi chứ không phải là thiệt. Hiểu. Nghe không? Bây giờ chẳng hạn anh nè, anh là chồng em nè, anh bỏ anh đi. Đó. Trời ơi, mấy nay tao muốn mày đi luôn đi chứ tưởng gì nữa. Chán tới bà rồi. Anh Thành hồi nó đưa bao thư đưa tôi nghe, đừng đưa quanh nghe. Tôi lấy tôi đi luôn rồi đừng có la. Thôi được rồi. Ý em là đang thi nha quý vị. Em đang thi làm nghệ sĩ. À, có nghĩa là bây giờ cái nội dung chồng em đi, em phải làm thơ, em gọi chồng em về. Dạ. Quý vị coi coi em Thùy Mị em đọc thơ gì coi chồng em có về không, bị chồng này nó điên mà em cũng phải làm thơ khùng khùng mới gọi nó về được. Chứ không có chồng nào tỉnh mà đang ở mà lo đi. Bị ở với con Kiều Oanh mà không điên sao ở với nó nổi. Tôi biết mà. Nghe anh ơi, đám ruộng hai bờ ở đầu hông, lâu ngày không cấy vẫn để không, nước non vẫn đủ cỏ mọc tốt, nhờ người cày hộ có được không? Trời ơi là trời. Trời ơi, nó vừa đọc câu thơ xong cái tự nhiên hai cái đầu gối tôi nó muốn rụng mà ông nội ơi. Chứ ơi. Sao? Từ vậy là phải làm thơ cỡ đó, thằng này nó mới về. Ôi, có con vợ nào mà chồng bỏ đi, kêu nó làm thơ rồi về, nó làm thơ, nó đòi dân thử ruộng cho người ta cày, ông nội ơi. Thì phải hâm vậy chứ đúng không mấy chị? Còn cái chuyện làm hay không mình tính sao á không? Mình phải dọa chứ. Không về. Trời ơi, tôi thấy không? Còn vợ như vậy thì mình không về, mình sẽ làm một bài thơ, mình gửi lại cho nó. Trời ơi, thấy không? Thấy không? Nó rảnh lắm. Nghe chồng nó làm thơ gửi lại nè. Sao? Đám ruộng hai bờ là của ông, cho dù không cấy vẫn để không. Trời ơi, mày nó ác ớt không? Mùa này không cấy, chờ mùa khác. Nhờ người cày hộ, chết mẹ với ông. Trời. Mấy anh vỗ tay ủng hộ em coi. Tôi nói sợ. Thấy không? Trời ơi, mấy ông người ta vỗ rồi mấy chị vỗ theo chi không biết nữa à. Không biết bây giờ mấy bà ở phe nào nữa. Nghe đây nè, đó người ta đang lấn lướt không có tiếp em gì trơn à. Quý vị thấy không, đàn ông được đằng chân lưng đằng đầu mới năn nỉ một câu cái chảnh chẹ không về. Được rồi, mình phụ nữ mà nhất quá tam gì hai lần thứ ba không được mình rước quỷ khác về nó khỏi nói. Nghe nha, năn nỉ tiếp nó khóc đó nha. Nhưng mà anh ơi, ruộng để lâu ngày vẫn trống không, hạ đi thu đến sắp lập đông, cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa, thợ cày đầy rẫy chẳng tính công. Trời ơi là trời. Bây giờ về không? Không về bữa nay mấy thằng quỷ nó canh cái đám ruộng này dữ lắm, nó cài cho banh ruộng láng chịu à. Mấy ban nhạc phía sau nó canh à. Nó cầm dụng cụ hết rồi nè. Trời ơi.
Trời ơi má ơi. Trời ơi. Chưa từng thấy con vợ nào như con vợ này. Phải hâm như vậy mới được. Ơi, bây giờ nó đòi cho 6-7 thằng vô cày một lúc. Thế ông vậy, vậy về chưa? Không. Trời ơi. Thấy chưa? Sao nữa? Vợ vậy thì mình phải có chiêu mình chơi với nó. Thấy không quý vị thấy chưa? Không về mà gửi thêm lá thư lại cho nó nè. Đó, thấy không? Thằng này nó rảnh lắm. Nó ăn mì gói mà nó gửi thư riết à. Tiếp. Mì gói mà có hộp gà. Nghe nè. Nghe. Ruộng để lâu ngày biết trống không. À. Cỏ mọc sùm. Trời ơi. Cái gì? Nó căng quá nó làm thơ lộn được kìa quý vị ơi. Người ta cỏ là phải mọc tùm. Còn la lối mà la lối sùm. Nó quất chung luôn là cỏ mọc sùm. Ừ. Trời ơi, nó làm như cỏ biết nói vậy thì gớm mà. Thì tại tôi giận quá, tôi làm lộn, tôi làm lại. Lại đi. Nghe nè. Ờ, à, tự nhiên cỏ mà sùm. Cỏ mọc tùm lên quá mông. Trời ơi. Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm. Kỹ thuật thua ông, có biết không? Hình kỹ thuật đầy mình nè. Trời. Mấy anh vỗ tay ủng hộ em đi. Trời ơi, ngồi hả hổng cười không à. Đó, quý vị thấy không? Mấy chị thấy rõ ràng không? Trời ơi, ta thấy đàn ông cầm cài lên là nhắm mắt nhắm mũi cài đại cho nó xong ở đó mà kỹ thuật chứ không kỹ thuật. Phải không mấy chị? Trời ơi. Tôi không biết mấy ông ở dưới là nhắm mắt nhắm mũi cài sao chứ tôi mở mắt tôi cài không đó nha. Bị gì con mắt ông là cứu dọa mà. Không lẽ bây giờ nhắm lỡ ghẻ cày, chẳng lẽ đi băng bột. Nổi điên rồi. Đó, mấy chị thấy rõ ràng không? Cái thằng cha này nè đó. Đó. Tôi quất câu này, ông không về tôi làm con. Mấy chị chảnh cùng em nè chị. Em quất câu thứ ba nè. À. Quất đi. Nhưng mà luật mới ban hành, anh biết không? Ừ. Ruộng mà không cấy sẽ sung công. Vậy ông thu xếp mà về sớm kẻo mất ruộng rồi mày ở không. Trời trời. Hai lần trước là hâm, lần này tao làm thiệt à. Thua. Con lại má, con về. Ôi ơi, không về nó cho mình nằm phơi xương chắc chết. Đó quý vị thấy rõ ràng, mình phải hăm dọa vậy mới được. Còn cái chuyện làm mình đừng bao giờ làm bị mình là phụ nữ đúng không mấy chị? Không, anh vậy công nhận. Vậy mấy chị, mấy ông chồng về được anh vậy sao? Anh công nhận em quá hay, quá thông minh, đó, giỏi lắm. Đó, vậy là nhưng mà, sao? Trời ơi, anh nói em nghe nè, thôi. Nữa? Làm nghệ sĩ chi mệt lắm. Trời ơi, làm nghệ sĩ em biết nguyên cái chương trình vậy nè, thấy không? Đó, mà làm ca sĩ nó đỡ nghe. Làm hài sĩ đó, nhiều khi tới chót mới được ra. Trời ơi, anh vô duyên quá, nhưng mà tôi muốn làm nghệ sĩ, tôi muốn làm người nổi tiếng. Bây giờ anh phải lăn xê tôi đi. Anh nghe nè, lăn xê gì anh nói nghe thôi. Bây giờ em ở nhà nằm chơi, khỏi làm gì hết, anh nuôi. Trời đất ơi, tự nhiên mình nguyên tay nguyên chân kêu nằm chơi anh nuôi làm như tôi liệt. Thấy gớm à, tôi làm nghệ sĩ tự nhiên ông nuôi tôi làm chi? Ông nuôi tôi, ông có dính dáng gì tới tôi. Nó nghe giờ mối tình của hai đứa mình mấy năm nay, cái tự nhiên giờ cái em đầu đi làm nghệ sĩ. Thôi bây giờ anh nói em nghe nè, trở về với anh đi. Trời ơi, trở về với ông mà tôi lấy gì tôi ăn ông nội? Anh nuôi, anh cày 3-4 chớp anh nuôi em. Đó, nhưng mà anh có cái gì đâu anh kể, tâm tình của anh thì tủa cải anh có gì anh đưa ra đi chứ tôi đâu có cần anh mà tấm lòng gì đâu. Đây nè, về với anh đi. Anh hối cho em nghe. Gì? Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa. Chuyện tình mà bao năm qua, anh gói ghém thành kỷ niệm. Nuôi trái tim chở nhau, hứa hẹn mùa đông muôn thuở. Sơn gió lạnh dậy em thấy lòng mình giá bằng. Lòng em giá băng thì lòng anh đây cũng đông băng dữ lắm. Anh nghe lạnh trong tim và lạnh cả bò đi. Nhưng không ngờ tình mình chia rẽ xa nhau. Cuộc đời đôi ta hai lối em rít mất giữa trời đầm thương. Còn anh chơi vơi ngày tháng bơ vơ nơi miền xa dời dời. Chuyện dĩ vãng buồn lưu luyến chưa hề nguôi. Thì anh em về nghĩa tương lai thì về say mộng lại. Chuyện cũ sẽ giàu dị dàng, sẽ nhà phai rồi sau cơn mưa giông thương sẽ vượt qua trời đẹp và xanh bao la soi sáng lối đường em về. Chỉ miễn mang mùa xuân xóa mờ niềm đau năm cũ, anh sẽ về bên em tám lại tình cũ nhân. Một đêm trăng sao tha thiết thương người xưa. Mình dệt mùa thương năm qua, ân ái cũ chẳng phải nhòa. Ta
đâu có đâu, tôi mới hát câu đó ông biết anh nào không mà tự nhiên ông cười tươi vậy ông nội? Trời ơi, ủa chứ không phải anh hả? Tôi chỉ nói là em sẽ về bên anh, ta nối lại tình cũ nhân quá trời anh trên dưới, ta chọn người nào chưa biết, tự nhiên tưởng ông anh ông nói rồi hé, ông tự tin như vậy ông nội? Trời ơi, trời ơi, tôi bị con quỷ này nó gạt tôi nữa rồi. Trời ơi, tự tin quá đáng. Chị biết kêu quanh về lên gần đây là hết sức kênh thành. Cảm ơn những chào phát tay quý vị, mong là quý vị sẽ vui. Xin chào thành, cảm ơn thầy kia. Cảm ơn quý vị.